Hàng gì nữa thì liên hệ thẳng trực tiếp số điện thoại mình để trên video clip ấy. Em mình sẽ có nhân viên tư vấn cho anh nha. Xin chào tất cả anh em nhé, đến với kênh đồ sân bẫy bên mình. Đấy, hôm nay mình giới thiệu anh em cái mẫu sản phẩm là thòng bẫy chồn cuốc bìm bịp đó. Đây, sau đây mình sẽ đi vô chi tiết sản phẩm bên mình nhé. Đây, bộ thòng của nó thì gồm có 10 khung. Đây, bộ của nó 10 khung nha anh em. Đấy, khung này đều này, quấn đều đẹp này. Đó, quấn bằng sợi đồng luôn, cho nên đảm bảo rất là chắc chắn. Sau khi quấn xong bên mình sẽ chấm keo hết này. Đó, rất là chắc chắn. Đây, mỗi khung nó gồm 5 vòng nha. Đây, đây gồm 5 vòng nha anh em. Đấy, bên mình tặng thêm kèm 5 sợi dây secure này. 5 sợi dây secure bên mình sẽ bỏ vô trong đây sẵn cho anh em luôn. Đó, đấy 5 sợi đây. Đó, cái này là cương nhật đây. Cương nhật đan 4 này. Đó, đã nhuộm màu đen tàng hình cho anh em hết rồi nhá. Còn sản phẩm mình đi sâu hơn nữa. Đó, anh em xem cái bộ thòng bên mình ấy. Khoen thì được làm khoen đúc nha anh em. Đó, khoen đúc luôn chứ không phải là khoen 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 đồng hàn hoặc là hàn chì hay là khoen đồng hàn đồng đó. Đây là khoen đúc bên mình luôn này. Bên mình là xài khoen đúc luôn, khoen đúc 100%. Đấy, đảm bảo chất lượng cho anh em. Đấy, xài dù S-Quad nhá. Đấy, dù chất lượng nhất thị trường. Hàng này thì mình bán ra ngoài thị trường bao rẻ cho anh em luôn. Nó mà chất lượng thì bao quá đỉnh cho anh em luôn, bao ok nhá. Đấy, cũng quai cầm này, quai sách cầm đầy đủ hết. Đó, đấy, thép AC này, duỗi này, thép này bao không để cho anh em luôn. Đó, để anh em đánh tất cả các như là cuốc, đấy, bịp, chồn. Ngoài ra bên mình cung cấp cả con mồi giả nha anh em. Đây, mồi giả bên mình đây, bịp này. Đó, bịp này bịp bông keo nha anh em, không phải là bịp mà nhồi bông. Đó, rất là cứng. Đó, mà anh em xài rất là bền. Đó, cuốc cũng vậy. Đó, toàn bộ là hàng bơm keo hết. Đó, anh em cần mặt hàng gì nữa thì liên hệ thẳng trực tiếp số điện thoại mình để trên video clip ấy. Em mình sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em. Để mình cung cấp loa điếc, loa rồi keo bẫy xẻ, âm thanh đầy đủ hết cho anh em. Tất cả các mặt hàng săn bẫy anh em cần cứ liên hệ thẳng trực tiếp số điện thoại mình nhé. Rồi, xin chào tất cả anh em.